Em xin chào, mến chúc toàn thể cô chú anh chị em và các bạn quý vị khán giả đang xem trên truyền hình nhiều tập Gió Mùa Ký Sự có một ngày an lành, thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hiện tại em đang có mặt trên đường dẫn của cầu Mỹ Thuận 2 bên địa phận của tỉnh Tiền Giang. Hôm nay quan sát thì em thấy là đã đang trong quá trình thi công lắp hàng rào, và hiện tại thì đã đóng những cái cột sắt xuống bên dưới nè để lắp hàng rào cho phần đường dẫn ở hai bên. Còn bên trên cái phần đường dẫn bên trên của cầu Mỹ Thuận 2 bên địa phận của tỉnh Tiền Giang thì không biết là giải phân cách cứng ở giữa trên đường và lan can của đường đã lắp đặt đầy đủ hay chưa và như thế nào, thì mời cô chú anh chị em cùng xem tiếp thước video trên cao nhé, để thấy được cái phần đường dẫn của cầu Mỹ Thuận 2 bên Tiền Giang nhé. Thân thang
tình yêu ơi, xuân năm nay quê hương mình đổi Sài Gòn trung lương nay thêm đường về qua Mỹ Thuận, cầu bắc thêm cầu đưa dòng họ điều lý bay cao, bỏ lại sau lưng con đường xưa ùn tắc năm nào, đường về miền Tây nay không còn cách trở lại. Sao chờ khi con nước thỏa mong cầu, miền Tây đất mẹ bắc đường đẹp giao quê hương, miền Tây đất mẹ con xin dành trọn lời yêu thương, miền Tây đất mẹ bắc đường đẹp giao quê hương, miền Tây đất mẹ con xin dành trọn lời yêu, miền Tây đất mẹ con xin dành trọn lời yêu thương. Thank you.
rồi là những hình ảnh ở đầu video về phần đường dẫn bên địa phận của tỉnh Tiền Giang của dự án xây dựng cầu Mỹ Thuận 2. Thì hiện tại thì đang trong quá trình thi công làm cái hàng rào và cũng như là đã hoàn thiện việc lắp giải phân cách cứng ở giữa thêm tường và lan can, cũng như là sơn vạch cái đường cũng đã hoàn tất và đang thi công các cái cột đèn. Còn đây chính là vị trí phần cầu chính của cầu Mỹ Thuận 2. Khi mà lên đến vị trí của cầu chính cầu Mỹ Thuận 2 thì trên đây sẽ có 3 làn xe ở mỗi một bên. Hiện tại bên trên quý vị khán giả cô chú cũng có thể nhìn thấy những cái hàng cột đèn đã được lắp đặt, lắp ráp lên bên trên cái phần cầu dẫn. Ở video lần này em xin được phép chia sẻ về toàn cảnh, toàn tuyến của cầu Mỹ Thuận 2 với quãng đường dài lên đến khoảng hơn 6,6 km, bao gồm phần đường dẫn bên Tiền Giang dài khoảng 4,3 km và phần đường dẫn bên phía địa phận của Vĩnh Long dài khoảng 0,4 km, cũng như là phần cầu chính dài gần 2 km. Ở trên phần cầu chính của cầu Mỹ Thuận 2 bên Tiền Giang thì quý vị khán giả cô chú có thể nhìn thấy ở giữa thêm đường cũng đã hoàn thành cái phần giải phân cách cứng ở giữa thêm đường. Bên cạnh đó là khe co giãn trên phần cầu dẫn cũng đã hoàn thiện và hai bên thì cũng đã lắp được những cái hàng cột đèn, cũng như là váy cầu ở hai bên. Ở phần cầu dẫn bên Tiền Giang cũng đã hoàn tất. Hướng này chính là hướng bên Tiền Giang nhìn qua bên Vĩnh Long. Cầu Mỹ Thuận 2 là cầu treo dây văng xây dựng theo kiểu bê tông cốt thép, giữ ứng lực đúc hẳn cân bằng hai bên. Thì cầu Mỹ Thuận 2 có hai trụ hấp chính, một trụ bên Tiền Giang và một trụ bên Vĩnh Long, được bắc qua sông Tiền. Đây là một cái cầu nằm trong hệ trục đường cao tốc Bắc Nam. Bên khu vực bên Tiền Giang do bên nhà thầu Trung Chính đảm nhận thi công cho phần cầu chính. Còn đây là những cái công việc ở bên trên phần những nhịp chính của cầu Mỹ Thuận 2 bên Tiền Giang. Hiện tại đang thi công làm một cái lan can và làm cái giải phân cách cứng ở giữa thêm đường. Nhiều đoạn lan can để bảo vệ cái phần nhịp chi văn đang được thi công và đổ bê tông. Bên cạnh đó váy cầu ở hai bên cũng đang thi công. Đây là khu vực bên Tiền Giang. Cầu Mỹ Thuận 2 có tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, được bắc qua sông Tiền, là một cái cầu nằm trong hệ trục đường cao tốc Bắc Nam. Cả nhà cũng có thể nhìn thấy bên dưới đang thi công tiến hành cho việc đổ bê tông cho giải phân cách cứng ở giữa thêm đường. Ở đoạn này thì hai bên thì quý diễn giả cô chú cũng có thể nhìn thấy cái phần sắt đã được lắp ráp, lắp đặt vào vị trí của hành lang để sắp tới sẽ đổ bê tông, lắp khuôn vào và sẽ đổ bê tông làm cái hành lang. Và bên ngoài thì cũng vậy, cũng đang thi công làm cái váy cầu ở bên ngoài ghìa của cái phần cái ghìa của cầu. Tiếp tục thì cùng di chuyển tới phía trước. Không còn bao lâu nữa thì dự tính là cuối tháng 12
năm 2023 này sẽ hoàn thành và khánh thành cầu Mỹ Thuận 2. Nhưng mà hiện tại thì vẫn còn đang đợi cho việc thi công của đường cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ để đồng bộ với cầu Mỹ Thuận 2 này. Đây là vị trí bên khu vực của bên Vĩnh Long, trụ tháp chính bên Vĩnh Long. Hướng nhìn này hướng nhìn về thượng lưu của sông Tiền. Góc nhìn này thì là góc nhìn về phía hạ lưu của sông Mekong, sông Tiền. Quý diễn giả có thể nhìn thấy được cầu Mỹ Thuận 1 ở phía xa xa, cách với cầu Mỹ Thuận 2 đang thi công này khoảng hơn 300 m. Ở vị trí này thì đang trong cái giai đoạn lắp những cái tấm bê tông để làm váy cầu nè. Sau khi lắp những cái tấm bê tông đã được đúc sẵn này thì người ta sẽ kết hợp với cái khuôn để đổ cái bê tông kết dính với những cái tấm này để thành một cái váy cầu hoàn chỉnh. Ở bên trên cái trên cầu tập kết rất nhiều các cái tấm bê tông, những tấm bê tông này là đúc sẵn để lắp vào cái gờ để làm cái váy cầu. Ở đây thì các anh em công nhân đang thi công cái phần sắt cho cái hành lang lan can của cầu. Rất nhiều vị trí đang thi công lắp những cái tấm bê tông để làm cái váy cầu. Hôm nay trở lại công trình cầu Mỹ Thuận 2 thì nhìn thấy là tiến độ đã thay đổi rất nhiều. Thì thời gian không còn bao lâu nữa thì cầu Mỹ Thuận 2 sẽ hoàn thành hết toàn bộ các hạng mục ở trên cầu. Bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển qua bên góc hành bên kia để xem coi cái hành bên kia với cầu bên đây thi công đến đâu và như thế nào rồi. Ở đây thì quý vị khán giả cũng có thể nhìn thấy đang cái công đoạn lắp váy cầu.
cầu Mỹ Thuận 2 này hoàn thành và đưa vào sử dụng chỉ cho ô tô di chuyển thôi nha quý vị nhé. Là một cái cầu treo dây văng nằm trong hệ trục của đường cao tốc Bắc Nam. Nhiều cái vị trí ở bên cái hành bên đây thì cũng đã lắp đặt các tấm bê tông để chờ sẵn để tiến hành sắp tới sẽ đổ bê tông làm cái váy cầu hoàn thiện. Hiện tại thì cô chú anh chị em cũng có thể nhìn thấy đổ bê tông ở lúc nãy, đổ bê tông cho làm cái giải phân cách cứng ở giữa tim đường bên trụ tháp T15 bên Tiền Giang. Khi nhìn thấy đôi bờ đã được nối thông với nhau thì phải nói là rất là vui mừng luôn cho đồng bằng sông Cửu Long miền Tây mình, sắp sửa có một cây cầu treo dây văng mới bắc qua sông Tiền nữa, và cầu này nằm trong hệ trục đường cao tốc. Hôm nay thì đến đây chia sẻ những hình ảnh cho cô chú quý diễn giả gần xa xem. Bên dưới cái phần bệ trụ của trụ tháp chính T15 bên Tiền Giang thì mình thấy là cái phần thân trụ bên dưới nè, hình như là đang làm cho đẹp là ở cái phần thân trụ bên dưới á. Rất nhiều anh em công nhân đang thi công ở cái hạng mục làm cái váy cầu. Như ở vị trí này thì cũng đã hoàn thành cái váy cầu ở bên dưới cái phần cầu dẫn nè, ở cái trụ T14 chuẩn bị đổ dần lên trụ T15 đang thi công. Như ở vị trí ở đây là hoàn thành rồi nè, nhưng quý diễn giả hoàn thành cái quái cầu nè thì nó sẽ có hai cái phần, một cái tấm bê tông bên dưới để lắp đổ sẵn lắp vào vị trí, sau phần bên trên là người ta sẽ ốp khuôn để đổ bê tông làm cái hành ở bên trên của quái cầu. Rồi bây giờ thì mời quý diễn giả cô chú cùng đi xem bên cái bờ Vĩnh Long của trụ T16 và đến phần chân cầu xem như thế nào nhé. Hôm nay thì gió tương đối nhiều cho nên là ghi hình nó cũng hơi khó khăn xíu, nhưng mà em sẽ cố gắng ghi hoàn cái tiến độ toàn tuyến của cầu Mỹ Thuận 2 cho cả nhà mình cùng xem. Nhiều đoạn thì cũng đang trong cái giai đoạn cẩu để lắp những cái tấm bê tông để làm cái váy cầu nè. Ở bên dưới, bên dưới cái phần vị trí bên dưới bờ sông, vị trí ở bên dưới thì cũng đang thi công. Vị trí này thì sạt lở hơi nhiều, ta thi công làm cái be bờ nữa nè. Do em đang ghi âm trực tiếp cho nên là nó hơi ồn xíu nha quý diễn giả. Còn đây là phần bên cái vị trí của phần cầu dẫn bên Vĩnh Long nè, cho cả nhà cùng xem vị trí này luôn.
Hiện tại vị trí này cũng đang thi công lắp những khe co giãn. Rất vui khi nhìn thấy cầu Mỹ Thuận 2 đang dần dần hoàn thiện, hoàn thành cái cầu này. Rồi bây giờ thì mời quý diễn giả cô chú cùng di chuyển xuống bên dưới cái phần cầu dẫn, phần đường dẫn của cầu Mỹ Thuận 2 bên Vĩnh Long. Bên Vĩnh Long đoạn cầu dẫn này thì cũng đã hoàn thành cái giải phân cách cứng ở giữa tiệm đường và váy cầu ở hai bên sơn vạch kẻ đường, cũng như là đã lắp được đèn đường ở trên phần cầu dẫn này. Di chuyển một chút nữa thì mình sẽ đến được cái vị trí của nút giao quốc lộ 80. Hiện tại vị trí của nút giao quốc lộ 80, các nhánh đường ra vào thì mình thấy là đã bóc đi cái phần mà cát gia tải và đá gia tải để thi công cái nền đường. Còn bên dưới đây là cái phần vị trí đoạn quốc lộ 80 đang được mở rộng. Đây chính là vị trí của cái cầu Cái Đôi đang được mở rộng. Hai bên chân cầu thì cũng đang thi công và nối với cái phần cầu chính của phần cầu Cái Đôi đang được mở rộng. Vị trí này thì cần mở rộng để giúp cho các phương tiện có thể mà kết nối với nút giao quốc lộ 80 để lên cầu Mỹ Thuận 2 và về cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ một cách dễ dàng hơn. Hiện tại buổi chiều phải nói là rất nhiều các phương tiện di chuyển qua đây. Hy vọng là cái vị trí này sẽ hoàn thành sớm để giúp cho cái việc lưu thông được dễ dàng hơn. Đây là những chia sẻ của em về tiến độ toàn tuyến của việc xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 với tổng cái chiều dài lên đến 6,6 km và tính luôn phần đường dẫn của hai đầu cầu. Đây là tiến độ giữa tháng 11/2023. Và ở cuối video thì cảm ơn quý diễn giả cô chú gần xa đã xem video đến thời điểm này. Hẹn gặp lại cô chú anh chị em mình ở những video tiếp theo của em nhé. Và nhớ đừng quên bấm like trên video và đăng ký kênh ủng hộ em nhé.